giờ này chúng ta à, dùng công tu tính ra cũng à, một ngàn à, một trăm mấy chục người à, tu Recording tập in là hơn à, hơn một ngàn gia đình à, cùng à, giữ cái khóa tu giờ này <laughs> Những đức thấy à, À, có những người à, khi người ta ngồi tu à, có à, bà cụ già bắt cái ghế ngồi kế bên tự nhiên mình tu chung mình nhìn mình thấy xúc động ví dụ như quảng tâm bà cụ già già bắt ghế ngồi kế bên chắp tay niệm phật tự nhiên nhìn chỗ này có thấy à, một cái gia đình khi mà mình à, tu tại nhà mình thì người thân mình dù họ không có tu Nhưng họ đi qua lại Họ nhìn mình lễ Phật với cái vị Bị cảm hóa Quý vị nhớ là Con người ai cũng có tâm Phật Thấy mình lễ Phật giết bị cảm hóa Tuy nói là mình lễ Phật chứ thật sự thì Giống như mà mình lễ cái tự thánh Phật mình hiển lộ mà hiển lộ luôn tự thánh Phật của người ta. Ví dụ như người làm chồng này dù có đối xử với vợ tệ cỡ nào nhưng mà vợ mỗi ngày cứ niệm Phật lễ Phật lễ Phật lễ lễ Phật suốt. Có khi họ núp núp chỗ nào họ nhìn thấy mình lễ Phật họ, thấy tội nghiệp. Lạ lắm. Ví dụ như giờ quý vị đang lễ Phật ai mà ai mà làm được cái điều mà cầm cây lại đánh mình không không có đâu giống như câu chuyện như đức từng kể Thời đức phật á nghĩa là hai vợ chồng này với ông này không đánh bà này đánh kinh lắm đánh dữ lắm đánh như đánh con, con 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 con, bò con heo gì đánh dữ lắm bà này bà khổ quá có lần đức phật đi khắc thực ngang bà ra và đảnh lễ đức phật và xin đức phật dạy cho bà về duy nghiệp gì mà bà có chồng chồng mà đánh bà dữ dằn như vậy thì đức phật có nói rằng là những cái đời trước cô là một người đàn ông còn chồng cô bây giờ là là ổng là một một cái cái con lừa ở trong nhà của cô mỗi ngày con lừa này nó đi kéo đồ mà cô cầm roi cô đánh dữ nên nó quay một dòng của duyên nghiệp Bây giờ con lừa tới nó lại chuyển biến thành người chồng cô Mà cô lại là Năm xưa cô là người đàn ông bây giờ trở thành người nữ Nên bây giờ Đức Phật dạy cô là Từ đó giờ cô bị đánh nhưng tâm cô không phục Không chấp nhận Giống như thiếu nợ trả nợ mà không vui giải Nên trả lâu, trả không hết thì Đức Phật dạy cô xung quanh đồ trong nhà mà đồ mà những món đồ khác mà để đánh cô dọn hết. Để đúng cái roi mà đánh lừa. Để làm. Thì người chồng đi về bắt đầu đánh cô nói, kiếm này kia không có Lấy cái roi ra quất cô Mà khi quất cô lúc đó thành tâm sám hối Quỳ lên Lễ lại Bà vừa lễ lại Ông vừa quất đánh bà Một Chút tự nhiên thấy, thấy kinh ngạc quá thấy sao hôm nay sao vợ mình lạ quá, mọi bữa đánh nó nó còn chạy nó chửi, gọt rồi có những người bị thấy không, mình bị chồng dưỡng đánh nhưng mà mình vừa chạy mà vừa quái là mình kêu, quái là mình chửi 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 cứ 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 cầm cây nó dưỡng nói trong tất cả các câu cũng có, có những bà mà chồng nó dưỡng đánh cái mấy bảo quái quái và chửi, ba mày má mày mày dám đánh tao, cứ 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 vậy à, thấy ừ. chưa? nó 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 vượt tới nó đánh tới 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 trả nghe trả nợ hoài trả không xong thì đức phật dạy câu này bữa đó thành tâm sám hối tâm dịu xuống hoàn toàn không có tâm chửi bới gì hết và người chồng đánh một chút thấy kinh ngạc quá lão hỏi thì cô mới kể lời đức phật chỉ dạy như vậy nên cô muốn trả nợ phức cho rồi không muốn cái quan nghiệp này tiếp tục kéo dài Vừa nói như vậy xong thì người chồng cũng tỉnh ngộ luôn Nói xong vậy thì chồng tỉnh ngộ Ông nói rằng từ hôm nay ông không đánh cô nữa. Nếu như vậy thì nó cứ nghiệp duyên Nó cứ chối buộc hoài Thôi Ông không đòi nợ nữa Tức khắc nghiệp duyên quá dài Nghiệp viên thế gian nó quá dài từ mình quý vị Từ ngay mình Có nhiều người mình á Mình nói mình không báo thù đâu Bên ngoài mình nói nó rất là nhỏ nhẹ Nó rất là ngon ngọt Nhưng tâm của mình nó mới là cực ác Tâm mình thật sự chưa quá dài Mà Phật Pháp dạy là dạy từ tâm quý vị Mà nếu như tâm mình mà chưa quá dài rồi Thì chị chịu thua Cái bên ngoài nó có ngon ngọt cỡ nào Nó cũng cành lá qua quả Thật sự Cái cảm hóa người khác nó chưa hẳn là Nó ngọt dịu đâu quý vị Nó ngọt dịu nó chỉ là Lờ đầu môi chót lưỡi Nó làm cho người ta mê mình thôi Chứ không cảm hóa được Nó không cảm hóa bằng nội tâm Thì nó không bao giờ đi vào giải thoát Thật sự Có những người người ta nói chuyện không có ngọt Nhưng người ta cảm hóa những con người đi theo người ta bằng nội tâm Làm cho con người để giác ngộ Tu hành Còn có những con người nói chuyện rất ngọt Cũng rất nhiều người thích Nhưng mà đó chỉ là hình thức chạy theo Chứ không có cảm hóa từ nội tâm nên nó lờ ngọt đầu môi chót lưỡi Nó cũng là hay Nhưng mà nếu nó, nó chưa thật từ tâm Thì nó là lờ ác Chứ không phải là là lờ thiện đâu Quý vị nhìn thì thấy nó ngọt ngào vậy Nhưng mà tâm ác Tâm ác là ghê lắm Nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Mà tâm đã ác rồi là quỷ hoại cái gốc Tâm đã ác là quỷ hoại cái gốc Đó Nên mình coi chuyện, coi phim rồi mình thấy không Có những người họ ngọt không tưởng tượng được như ông quan cái thời mà bên trung hoa ông quan gì đó. ông giàu gì uh, hoàng thăng gì đó. <laughs> giàu dữ lắm hòa thăng gì đó. à hòa thăng quan giàu vô cùng nghĩa là ông vua nói rằng ta biết hòa thăng là một con người rất nham hiểm rất xấu xa nhưng ta thích hòa thăng vậy đúng một cái là nói chuyện ra làm ta mát lòng mát dạ Ghê không Cái lời nói của ông nói ra làm cho ông vua mát lòng mát dạ Cho ông nhiều châu bác ngọc ngà Lịch sử ghi lại Ông làm quan mà ông giàu còn hơn ông vua Càng lắm Ghê không? Ông giàu hơn vua luôn Nó. Sau này khi ông chết đi Là ta tịch thu hết tài sản của ông Thống kê lại Tài sản ông giàu hơn vua quan hòa thăng Ghê không? nghĩa là ông vua nói rằng là ta biết hòa thăng là một con người nham hiểm người ác tâm nhưng chỉ đúng lời nói của ông nói ra là ta nghe mắt lòng mắt già dạ. không thể nào xử hòa thăng được vì vậy cái đó là hư gốc nó được thế gian pháp được giàu sang nhưng cũng không hưởng được gì cuối cùng chết thì đa phần đi đỏ vì tâm nham hiểm tâm ác nên Phật nói là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Học đạo là nhắm ngay cái tâm mà điều chỉnh Ngay cái tâm mà điều chỉnh Thí dụ như giờ quý vị sống với cha mẹ với anh em đi Đó là cha mẹ anh em ruột của mình đó Mà mình còn suy nghĩ những thủ đoạn Để hại nhau Thì còn cái thiện gì quý vị làm nữa Còn lời nói thiện nào mà mà, mà nói lên được nữa quý vị Bây giờ nuôi cha nuôi mẹ nè mà mình còn đùa đẩy nhau bữa nay anh mấy ngày bữa mai em mấy ngày mày là út mà tại sao mày không nuôi mày để cho tao nuôi quý vị khỏi cần nói thiện gì nữa cái điều chỗ này mình niệm phật để chỉnh cái tâm này thôi mà giữ cái tâm này thì không có phật nào chứng nổi cho mình không sửa cái tâm này thì không phật nào chứng được cho mình vì nó quá ác vì cha mẹ anh em ruột nè còn mình còn sát phạt với nhau để mà mình Dành của cái vật chất này quý vị Cái chỗ này mà không điều chỉnh cái tâm lại Thì làm sao giảng sanh Có nghĩa là quý vị sai quý vị có quyền sửa Nhưng nếu quý vị không sửa cái tâm đó lại Thì quý vị vẫn giữ cái tâm ác Tâm ác làm sao giảng sanh hả quý vị Ngồi suy nghĩ đi Giữ cái tâm ác thì không giảng sanh được Con người thì ai cũng có cái sai Nhưng mà phải Niệm vật lễ vật để nhìn thấy cái sai mình và sửa đổi thì tốt nên phật nói quay đầu là bờ là gì đó thì biết cái nghiệp trong cuộc đời này nó thường bị gì nè mình làm cha mẹ mình tin một đứa con này nó rất giỏi mình tin mình dồn hết tâm huyết vào nó mình làm thầy mình tin hết vào hàng trò này nó rất giỏi nó có tâm huyết rất giỏi nhưng mà cái nghiệp nó thường nó đẩy mình vào ngay chỗ đó đó nó đẩy mình vào ngay cái chỗ là Đặt lòng tin vào quá cao Rồi nó sẽ trả ngược lại cho mình Một cái mà gọi là Nặng nề vô cùng Nên hết sức cẩn thận cái tâm này Tại vì đối với chúng sanh Ở cõi này nó 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 nghĩ cái gì mình đâu có hiểu đâu Mình đâu có tha tâm thông mà Mình biết được ý niệm của người ta quý vị Mình chỉ nhìn được người ta Hiện tại người ta siêng năng người ta giỏi thôi nhưng mà cái tâm niệm của con người ta Thì mình không hiểu nổi không? Đó Nên con người có thể Có được cái tham vọng Làm lợi ích Cho chúng sanh Nhưng trong tham vọng đừng có ác tâm Nếu trong cái tham vọng Mà bất chấp thủ đoạn Bất chấp mọi cái Miệng đời dị nghị Để ác tâm Để mình thành công được cái tham vọng của mình Là ác Nhớ kỹ nha quý vị. Con người thì ai cũng có tham vọng hết chứ. Nhưng mà mình làm sao mà cái tâm mình phải thiện. Cái tâm mình phải thiện. Những đứa nói với vị nghe. Một con người mà. Mang một cái tâm mà mình mà. Chở mặt với người rất nhanh. Là quý vị sẽ thất bại cực kỳ lớn vì sao. Khó thành đạt lắm. Thật sự quý vị luôn á. Nhớ. Nên từ nơi đó mà mình phải kiểm định cái tâm của mình cẩn thận vì cái vi tế của cái tâm nó kinh khủng lắm quý vị nó không đơn giản đâu nó, cái vi tế của cái tâm nó rất ghê tởm hãy cẩn thận mọi người mình hãy nhìn nhận cái tâm mình để mà niệm phật làm sao điều chỉnh cái tâm lại nhất là đối với cha mẹ đối với anh em đối với bạn bè đối với thầy trò là cái tâm này hết sức phải cẩn thận đây là những mối nhân viên cực kỳ gần đối chúng ta những mối nhân viên cực kỳ gần mà nếu mà cư xử mà không phù hợp thì phải sửa lại phải điều chỉnh cái tâm lại còn nếu không thì nó vẫn cố chấp vào mình con người mình nó có một cái bệnh là chấp ngã mình thường bị chấp ngã quý vị, quý vị nhớ hồi, hồi đó mà như đức đương thời bình thường như đức thường nói như đức sai này sai kia sai, sai nọ về đấy đúng không như Đức thường nói đó là những đứa đang hạ cánh đó quý vị. Vì sợ mình bị cái chấp ngã. Sợ mình chấp ngã là sao này mình sai, người ta nói mình sai, mình không chấp nhận. Sợ mình bị chấp ngã nên có người phải thường thấy mình có sai. Đó là đang hạ xuống, đang hạ cánh. Đang có con đường lui cho mình. Tại sao này mình lỡ phạm điều sai lầm. Mình có thể đứng lên được. Tại vì có người sống mượn cũng có cái sai. Nếu con người mà chấp ngã quá nặng là mình sẽ dùng mọi cách để che giấu. Đó là không phải cái tâm giải thoát. Không bao giờ đó là cái tâm giải thoát được, chắc chắn quý vị luôn. Đó. Nên á à, mình dù là người nữ tính tình người nữ thì cái thương thương dữ lắm. Thật sự quý vị quý vị công nhận điều này khi quý vị thương là không tưởng tượng được. Vì thương là thôi, bị cho sạch Cái gì bị không cho được. Hết. Nhưng mà người nữ họ có một cái Cái bệnh là khi họ đã ghét Thì nó cũng như lúc thương Thì thì lúc mà quý vị, vị thương Thì cái gì cũng được Nhưng khi quý vị, vị ghét Thì cái gì quý vị, vị cũng muốn lấy lại hết Nên từ nơi đó Cái này mới kinh khủng Nên mình bây giờ mình là người nữ niệm Phật Mình phải điều chỉnh lại Phật nói là phải chuyển tâm nữ trở thành tâm nam Thấy không trong cuộc đời có người tuyệt đối không thể nào mà trở thành một kẻ ác mà gọi là người xưa người ta nói cỡ nào đi chăng nữa người đàn ông cũng phải có máu anh hùng chút khi động sức thì có thể ngang tài ngang sức nhưng khi người ta đã té ngựa thì tuyệt đối không bao giờ đuổi cùng giết tặng người khác Thấy không có nghĩa là mình phải có một cái tính của người như vậy đó tuyệt đối không làm điều đó mình là người nữ nhưng mình không có cái tính đó không có tính tiểu nhân được không có cái tính mà nhỏ nhen tại vì mình học phật mà mà, mà mấy 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 chị mấy chị học phật rồi là mấy chị phải điều chỉnh cái tính tình của mấy chị lại chứ không phải là một người nữ bình thường nữa rồi phật nói là chuyển tâm nữ trở thành tâm nam cái tâm người đàn ông nó nhất định nếu người đàn ông mà nhỏ nhen người đàn ông mà ích kỷ người đàn ông mà ti ly từng chút thì người ta nói là tính đàn bà hiểu chưa người ta thường nói như vậy đó mình đàn ông mình nói mình làm cái gì không cần thiết mình bỏ qua không cần thiết tới nó không có ly ti từng chút tỉ mỉ quá cũng không được đó nên từ nơi đó nếu không nó nói mình tính của đàn bà bây giờ mình là đàn bà phụ nữ niệm phật thì mình phải có được một cái tâm của đàn ông thì những cái gì nhỏ nhen không cần thiết bỏ đi chuyện tâm nữ trở thành tâm nam mà mấy chị mấy chị mở rộng tâm lượng ra dù là mình thương người ta nhiệt tình hết mình nhưng mà lỡ người ta đối xử với mình tệ mấy chị cũng đừng nên dùng cái tâm nhỏ nhen để đến với người ta bỏ qua đi vì mình muốn vì cực lạc má à, không không mà nó thật sự mà nói gì thì dạy mấy chị kiểu này là thôi mấy 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 chồng mấy chị là thích lắm cư sĩ như đức dạy đúng dạy dạy vợ tôi lại giùm vợ tôi nhỏ nhen nó nên như đức gặp một cái cô này cô này nói một câu hay cô này học phật có nói một câu rất hay một người phụ nữ muốn giữ được chồng không phải là khéo léo với chồng bằng cách nào đâu mà đặc biệt nhất là thương cha mẹ chồng nhiệt tình hết mình đúng vì mình thương cha mẹ chồng là mình bồi gốc mình thương tim mình là dâu nhưng mà mình thương mình thương cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình không tính toán sau đâu thương người thân bên bên chồng anh em bên chồng bằng cả tấm lòng cái tâm này là cái tâm mà chồng kính trọng quý vị người đàn ông sẽ kính trọng quý vị Thật sự mà nói tại quý vị thương cha mẹ người ta thương anh em người ta bằng cả tấm lòng nên đây là cái mà đàn người đàn ông không kính trọng mới bị vô cùng thật sự mà nó mình mà có người vợ gì mình đội nó đi chơi cũng được tại vì mình nó thương cha mẹ mình thương anh em mình làm cho người đàn ông nở mặt nở mày chứ quý vị còn bây giờ quý vị biết chồng bị thương chồng bị chiều chuộng chồng bị nhưng đối với cha mẹ chồng quý vị khinh thường không coi ra gì có chừng bị mất chồng vì miệng đời miệng đời dị nghị mình nên đây những thức thấy mấy chị phụ nữ nhiều Ai kêu mấy chị bằng chị luôn rồi à. nên phải sửa cái tính nhỏ nhen tính, tính ích kỷ tính nhỏ mọ sửa cái tính đó để trở thành cái tính của bậc trượng phu à, phật nói là chuyển tâm nữ chứ không chuyển thân nữ đâu đâu thân nữ là chuyển là thì cực lạc mấy chị còn chuyển tâm nữ nghe không nên những đức nói với các các chị rằng phải có một cái tính tình của một con người trưởng phu có tính tình của một người quân tử dù mình muốn giảng sách cực lạc mình muốn giảng sách cực lạc thì mình phải có tính tình của một bậc quân tử mình đã có cái tính của quân tử dù mình găng với tiểu nhân mình cũng không học theo tiểu nhân được Con người phải biết ơn Đó. nên những đức nói một câu rằng sau này mà hòa thượng ngày cặn những đức lúc nào về cái việc mà về để tổ chức cái nhà toan cho hòa thượng mà cho người ta tu hành những đức về liên còn hòa thượng khi thấy quý thầy làm được những đức không bao giờ nói tới mong mỏi quý thầy làm được thật sự những đức về mà bằng cái tâm về như thế nào chứ không về đứng tổ chức xong đi ra xe đi về lại nhà mình ở tuyệt đối không đụng chạm một chút xíu gì vì tổ chức tới gì cả đời những đức cũng không bao giờ những đức dính vào tổ chức đó là tấm lòng đấy vậy thôi à đó là nói bằng tấm lòng thôi còn ngoài ra thì không có suy nghĩ chỗ này đâu quý vị à ừ, không suy nghĩ đâu vì là quá khỏe rồi đó, đó là tấm chân tình thôi đó, con có người mà sống quý vị ơn nghĩa vẫn là ơn nghĩa thôi cơ hội và tưởng cho mình cơ hội 10 năm mình có nói gì đi còn mình đến đó mình cũng cực lực nhiệt liệt hết mình mình chứ đó. nên từ nơi đó mà ơn nghĩa là cơ hội bản thân mình được sống và được làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời đó là mừng rồi đó. nên những đức nói những điều này để mỗi một con người hãy mở rộng cái tâm ra đó. mở rộng cái tâm ra một con người mà có cái tính mà gọi là phủi bỏ tình người vì vị khó thế nào lập được căn bản để phát triển Vì căn bản làm người là căn bản để làm phật con người thì ai cũng có cái sai chắc chắn quý vị luôn Nhưng căn bản làm người Là căn bản đi làm Phật Chắc chắn quý vị đó Nên Làm sai chưa đáng sợ Sợ nhất không tin nhân quả Làm sai chưa đáng sợ Đáng sợ nhất là chấp ngã của cái sai Chấp ngã của cái sai quý vị Chấp ngã của cái sai là mình không bao giờ chấp nhận mình sai Còn mình làm sai Mình chấp nhận mình sai Mình sửa sai Nên những đức mong rằng mấy chị Tu tập trung này nè mở rộng tâm lượng ra phải sống có cái tâm trung thủy nghe mấy chị Đấy không dù là mình lấy một người chồng nó xấu xí đó nhưng mà cũng là chồng của mình nó không thể nào xem thường chồng mình được chứ không phải là mai mốt mình có được được chút mình nhìn người khác đẹp hơn mình muốn phế chồng mình chơi với xấu lắm chơi gì không được đâu hiểu không từ hôm nay mà mình biết nhau tu hành cầu sanh cực lạc nếu chồng thương hay chồng không thương mà chồng chưa bỏ cũng sống trả cho xong món nợ cuộc đời còn khi chồng đã bỏ rồi đã hết nợ rồi thì các chị cứ ở vậy mà niệm phật đi Thấy không cái cầu sanh cực lạc đi các chị đừng có tìm thêm cái gì nữa chứ nó mệt lắm đúng không các chị bây à, giờ chúng ta là một những người bạn cư sĩ đồng hành để đời này quyết chí cầu sanh cực lạc cũng không cần gặp nhau chứ không cuộc đời này đâu các chị ưu Nghe không chỉ cần mỗi ngày gặp nhau gì là cũng cảm thấy ấm áp cởi lòng rồi giàu nghèo đẹp xấu gì miễn mỗi ngày chúng ta niệm phật được có bao buổi cơm được rồi các chị khỏi à, cần phải đòi hỏi cao xa thường cái đòi hỏi cao xa là thường có mầm móng bảy bã bả, hiểu chưa đòi hỏi cao xa vật chất thì sẽ dễ đi vào bảy bã bả. không à, còn mình biết đủ thì thường vui các chị à nó <laughs> nào vậy là thấy ấm áp rồi ta thấy là mình biết cầu pháp à ấm áp phải không những gương mặt thân quen dành yêu tên mấy 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 chị hoài mấy chị khác là nói sao yêu tên mấy chị nữa thôi nói gì thì biết thân quen thân quen gặp hoài thân quen nghe không mong mấy cô cố gắng niệm phật mở rộng tâm lượng ra sống mới có chữ chung thủy ha mình niệm Phật giảng sanh với chung thủy chung thủy với người sống trong cuộc đời này nhưng không chấp tứ nặng nề chung thủy với bộ nguyện di đà cả đời niệm Phật cầu sanh cực lạc chung thủy với thế giới cực lạc vì tương lai mình sẽ về thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc nha ai với đạo Phật ai với đạo Phật à, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha ai với đạo Phật